nhiêu mẫu cho thầy. Đây con. Không có bao nhiêu đâu, rồi để ra xử lý, chủ yếu là cho chị đi chơi trước đã. Dạ. Rồi đi. Chị đợi xíu nha chị. Nó đau liền đó chị. Ờ chạy vô cái xe điện lại dân phòng tổng chở khách cho chỗ ấy đi vô tham quan chút rồi. Đây là khách câu bài á. Đang xây thêm 18 cái đài. Wow. Dạ. Yeah. Thì trước em tới là chưa có lúc anh khởi công để xây thôi. Khởi tháng tháng 3 năm ngoái. Mới vô mà sợ bóng tối cái tầm ở đây nè. Bắt đầu là khói rồi em. Hay quá. Hãy cần đi vô bóng tối cả bơm luôn á. Vậy đó hơi gan gì đó. Rồi chú qua bên cái chỗ để làm cái ông chị cú gà đó, nó cũng xây nhưng mà nó nhỏ, nhưng mà nó không có kiểu này. Biết bên Thái Lan nó mới vừa phanh phui mấy vụ bê bối mấy ông sư á, toàn là bị phát hiện với mãi dâm rồi không. Vậy đó hả? Nó mới phanh phui mấy cái chùa lớn nhất bên Thái Lan. Quá, nó quá bị. Chùa cơ quát gì đó. Nó mới thành khui ra toàn là buôn ma túy với mại dâm không. Sao quá rồi, còn thấy anh quá là Campuchia. Campuchia. Anh sợ lên mạng nó tin mới. Nè, mẹ mình dùng hết trong nhà chơi không? Khách đi vòng vòng ngoài. Sao? Sao quá không vô nhà tâm chơi. Giờ khách quen. Sao quá vô nhà tâm chơi. Dễ thương dễ sợ. Tháng mình xây xong cái này hả? Kinh khủng nha, thiệt á. Wow. Đủ loại đua trong này, ngoài là đua ngựa, trong là đua xe, trong là nhà nước. Đi, hồi nước đó con. Đi, hồi nước đó con. Con có đi đó chưa? Bố con lớn được đi đó. Ta lớn chút xíu nữa con đi. Lái xe đua giỏi lắm. Ủa vậy đó hả? Trong gặp phi công, trong bay làm cái kế gì. Cái đó là mình đang diễn tập công. Đúng rồi, cái trong gặp phi công. Trong mấy ba trong bay cái rồi tới gì. Bay tới đâu? Bảo vệ con. Trong bay làm mấy ba cái kế bay chơi gì. Bay chăm tí chèo luôn. Cái Santa Anita đó. Còn mấy cái xe nhỏ vậy? Ta ngồi ta coi đó. Ủa mình đua bằng cái xe nhỏ đó hay vậy? Xe này để trưng bày trong nét đó chụp hình. Ủa KTM 390 rồi không mà mua xe lớn. Ơi, quay lại cho hữu một bóp ra anh nè. Em bóp ra. Là đúng rồi, ngoài đây không chị? Đây nè. Không, rồi, trong đây. Trong đây. Alo. Khách ở ngoài á. Chị làm á, bên em trong thành phố em á, nó có hai cái. Một cái là đường đua. Đường đua xe là cũng nổi tiếng trên nước Mỹ. Một cái là Carowind, nó cũng giống như là một cái chợ tới đi vòng. Cái biết sao là chị gọt hai cái thành cái rồi nè. Hôm nay là năm thứ đua trong này, năm trở cổ. Có thể tóc đường ngầm luôn.
À, ở dưới đây nè, đừng không ở dưới nè phải không? Để đuôi ở dưới gì? À. Ví dụ đua ngựa thì đâu có đua xe, mà đua xe đâu có đua ngựa. Nhưng mà nó có thể một cái đường đua này nó có thể đua được 5 thứ khác nhau. Đua này 5 thứ khác nhau là đua ngựa, đua xe. À, đua gì nữa? Chó. Chó. Ở ngoài là đua xe. Xe nữa. Ở ngoài này là đua ngựa, đua ngựa, đua chó. Ở trong xe đường ngựa là đua xe mô tô. Đua chó. Đua chó luôn. Đua mô tô nước, xe go kart. À. Ủa đua bằng nước, trong nó chạy. Đây xe đạp đầu tiên chơi đây. Dạ, em mới lần thứ hai. Lần trước năm 2009 á là công ty có tổ chức đi đây. Nhưng mà lúc là lúc đó có những cái trò chơi cảm giác mạnh rồi đó, là thấy là lạ đối với Việt Nam. Dạ, giống chúng ta. Chùm giếp xuống không? Chi. Chi hả? Chạm gì đó. Chùm xuống dưới đó đó. Anh chạm cũng xuống quá trời. Chạm rác con xuống hàng.